trường hợp nào người vay được gia hạn nợ, thời gian gia hạn trong bao lâu. Điều kiện để xem xét gia hạn nợ, người vay đáp ứng đủ các điều kiện sau. Nguồn vốn bị rủi ro do các nguyên nhân khách quan. Mức độ thiệt hại về vốn và tài sản dưới 40% so với tổng vốn sản xuất, kinh doanh của người vay vốn. Thời gian gia hạn nợ. Thời gian gia hạn nợ được xác định từ thời điểm đến hạn trả nợ của nguồn vốn. Tối đa là 12 tháng đối với loại cho vay ngắn hạn. Không quá một nửa chu kỳ đối với vốn vay trung hạn. Mỗi dự án vay vốn chỉ được gia hạn nợ một lần. Trường hợp nào người vay được giảm phí, số tiền và thời gian giảm phí được quy định như thế nào? Người vay phải đáp ứng đủ các điều kiện sau. Nguồn vốn bị rủi ro do các nguyên nhân khách quan. Mức độ rủi ro thiệt hại về vốn và tài sản của người vay vốn từ 40% đến dưới 80% so với tổng số vốn sản xuất, kinh doanh của người vay vốn. Số tiền giảm phí của Quỹ hỗ trợ nông dân cho mỗi người vay vốn không vượt quá 50% số tiền vay tính trên thời gian vay trong thời hạn, không kể thời gian gia hạn nợ. Thời gian giảm phí được tính từ ngày người vay phát sinh rủi ro đến khi kết thúc hợp đồng vay vốn. Trường hợp nào người vay được miễn thu phí, số tiền và thời gian miễn thu phí được quy định như thế nào? Người vay phải đáp ứng đủ các điều kiện sau. Nguồn vốn bị rủi ro do các nguyên nhân khách quan. Mức độ thiệt hại về vốn và tài sản của người vay vốn từ 80% trở lên so với tổng số vốn sản xuất, kinh doanh của người vay vốn. Số tiền miễn thu phí của Quỹ hỗ trợ nông dân cho mỗi người vay không vượt quá số phí tiền vay tính trên thời gian cho vay trong hạn, không kể thời gian gia hạn nợ. Thời gian miễn thu phí được tính từ ngày người vay phát sinh rủi ro đến khi kết thúc hợp đồng vay vốn. Trường hợp nào người vay được khoanh nợ, số tiền và thời gian khoanh nợ được quy định như thế nào? Người vay phải đáp ứng đủ các điều kiện sau. Nguồn vốn bị rủi ro do các nguyên nhân khách quan. Sau khi người vay đã được gia hạn nợ, Quỹ hỗ trợ nông dân đã đôn đốc nhiều lần nhưng chưa trả được nợ do thu nhập quá thấp không đủ trả nợ. Mức độ thiệt hại về vốn và tài sản từ 80% trở lên so với tổng số vốn sản xuất, kinh doanh của người vay vốn. Số tiền được khoanh nợ là số tiền gốc người vay còn phải trả Quỹ hỗ trợ nông dân đến thời hạn khoanh nợ. Thời gian khoanh nợ. Thời gian khoanh nợ tối đa là một chu kỳ vay vốn, tính từ ngày nguồn vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan. Trường hợp hết thời gian khoanh nợ, người vay vốn vẫn gặp khó khăn, chưa có khả năng trả nợ sẽ được xem xét tiếp tục cho khoanh nợ, với thời gian tối đa không vượt quá thời gian đã được khoanh nợ lần trước theo quy định của cấp có thẩm quyền. Trường hợp nào người vay được xóa nợ, số tiền xóa nợ là bao nhiêu? Điều kiện xóa nợ. Nguồn vốn bị rủi ro do các nguyên nhân khách quan. Đã tận thu mọi nguồn gốc có khả năng thanh toán. Số tiền xóa gốc phí cho người vay vốn bằng số tiền người vay vốn phải trả cho Quỹ hỗ trợ nông dân sau khi Quỹ hỗ trợ nông dân đã áp dụng các biện pháp tận thu. Người vay phải hoàn trả nợ gốc và phí tiền vay như thế nào? Quỹ hỗ trợ Trung ương quy định và phí tiền vay như sau. Trả gốc khi hết thời hạn vay vốn. Người vay có thể trả gốc một lần khi không còn nhu cầu sử dụng vốn trong thời hạn được vay vốn. Trả phí thực hiện theo kỳ, tối đa 3 tháng một kỳ. Trường hợp người vay vốn trả gốc trước hạn thì số phí phải trả chỉ tính từ ngày nhận tiền vay đến ngày trả nợ gốc. Đối với các khoản nợ vay không trả nợ gốc và phí đúng hạn mà không được cho gia hạn, thì người vay phải trả phí theo mức phí nợ quá hạn.